Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em về cũng một số đồ về dao kéo rồi là các loại đá mài máy nhá. Đội chữ A còn rất là mới luôn, nhiều loại nhiều mẫu. Rồi em đi nhanh vào từng món nhá. Ở đây mã số 1, đây là con đội chữ A. Này thì tải vào nó là 550 kg nhé, maximum là 550 kg, 500 kg, còn rất mới luôn. Mã số F1, 150k, một cái độ như thế này. Ok luôn nha. Đây, chiều dài trục của nó là 35 cm. Rồi mã số F1, 150k. Này thì cũng tương tự luôn. Này là cái 500g nhé, ăn 500 kg, cùng mẫu với này cái mã số F1 thôi. Mã số F2, cái đội này là 650 kg, của Godman luôn. Còn khá ok, chiều dài trục của nó cũng 35 cm. Mã số F2, 170k, còn khá đẹp nha, này còn nhiều như gần như mới hết. Động chữ A nha. Mã số F3, cây này tải của nó là 700 kg, 1550 NB. Còn khá là chắc chắn nha. Mã số F3, 180k, tải 700 kg. Mã số F4, này tải nó là 800 kg nha, 800 kg. To hơn, nặng hơn. Cái này mã số F4, 200k. Mã số F5, cái này cũng tải 800 kg nhé, 800 kg. Cái này trục này của nó cao hơn này, nó dài hơn, trục của nó dài hơn nhé. Trục của cái này 40. Ok luôn. Này, mã số F5, 240k nha. F5. Có F6. Rồi. Mã số F7 nha. Có F6, mã số F7. Cái này tải 1000 kg nhá, 1 tấn. 1 tấn nha. Trục của nó là 3 năm, trục 3 năm nha. Mã số F7, 250k, còn rất đẹp luôn, tải 1 tấn nha. Mã số F8, cái này cũng tải 1 tấn luôn, trục của nó là trục 40 nha, trục 40. Mã số F8, 270k, tải 1 tấn nha, còn rất mới luôn, của Godman luôn. Này như loại 500 kg này, loại 500 kg với loại 1000 này là còn cũng còn một vài cây nữa nhá, còn số lượng nhiều nhá, còn mấy loại này thì số lượng có hạn.
F8 này số lượng có hạn nha. Bác nào cần thì cứ liên hệ. Số F9. Cái này là một bộ gồm 3 viên đá mài. Chưa qua sử dụng nhé. Cái này có rất đẹp luôn. Tem mác vẫn còn này, được in da bạc. Độ rộng của mấy viên này thì viên là 7,5 phân này. Một viên là 8,5 phân. Một viên là 9 phân. Cốt của nó thì 3 phân nhé, cốt 3 phân. Chưa qua sử dụng, nó đẹp luôn, dày cái này khoảng độ hơn phân. Một bộ 3 viên như này, mã số F9 350k. 350k một bộ này nha. Không có số lượng nhiều nên là bán gọn luôn một bộ. Mã số F10. Đây, độ da rộng của nó là 11 phân. Đấy, 11 phân. Này là mỏng nhé, như hình cái đĩa luôn. Số 10V35 3.3 mm. Thông số của nó đây. Thì em cũng không quen cái loại đá này nên là cũng không biết nhé. Đá cũng khá là mịn. Đã kêu là mài kim gì đó được đây. Và một viên như thế này, mã số F10 150k. F10 150k nhé. F11. Này rộng đó là 9,5 phân. Đấy, 9,5 phân. Còn rất đẹp luôn. Cốt đó đều 3 phân nha, đều 3 phân cả. Một viên như thế này, mã số F11, 100k. 100k một viên nha. F12. Viên này đó là 12,5 phân. 12,5 phân. Độ rộng của nó 12,5 phân. Cốt cũng 3 phân luôn. F12 170k. Mã số F13. 10,5 phân này, ngang 10,5 phân này. Mới tìm giá bán. Đã còn rất là đẹp nha. Mã số F13 130k. F14 này chỉ có 3 viên thôi. Viên này. Độ rộng của nó 10 phân 11 phân. 1 cm. Dày độ dày của nó là 1/3. Còn rất đẹp luôn. Chưa qua sử dụng. Tem mác vẫn còn nguyên nha. Này mã số F14 200k một viên nhá. 200k một viên nha các bác. Gần 200k ba viên này con chết em đấy. F14 200k một viên. F15. Viên là này độ rộng của nó 11,5 cm. Trong này 10,5. Kiểu nó có một cái rãnh ở giữa đây. Khá là lạ. F15 190k. Đây thì mã số F16. Này là cái bắc đạn nha.
vòng bi nhỏ. 3 phân nhé, 3 phân. Lỗ của nó là 1 phân tầm 1 phần 3 rồi đó. Lỗ của nó tầm 1 phần 3. Một cục 10 viên, 10 cái vòng bi như thế này. Mã số F16 160k. 160k 10 vòng bi. Mã số F17. Này là một bộ gồm 13 cái lưỡi cưa nhé. 13 cái lưỡi cưa. Lưỡi cưa sắt nhé. Đều như nhau này. FK7. Một bên là một mặt là lưỡi cưa răng nhỏ. Một mặt là lưỡi cưa răng to. Chiều dài của nó 35 cm. Này, chắc nó lắp vào cái lưỡi cưa như nào ở đây. Đó, thì bác nào có chuyên xài những loại này, bác xem có thể sử dụng được thì mình lựa chọn nha. Hôm trước cũng có một bác chụp hình cho em coi cái loại này rồi, đăng này rồi, mà em cũng không còn nhớ bác nào. Bác có coi được video thì bác xem có đúng mẫu không nha. Và một bộ 13 cái lưỡi cưa như thế này, lưỡi cưa sắt nha. Mã số F17 270k. F18 dao đầy 3. Này dài gần 13,5 cm. Gần 13,5. Bản 4 phân rưỡi. Khá dày, dày gần 8 ly. Còn khá là ok nha. Này thì không có chữ. Đấy, này bác mài sơ đi cán là ok rồi. Cán thì cũng còn khá chắc chắn, hơi đứt một chút đây thôi. Đấy. Đứt chút không có ảnh hưởng gì nha. Còn rất là chắc chắn. Này mã số F18 280k. Khá dày luôn. Mã số F19 dao đi rừng. Đấy, cũng đặc biệt. Chiều của nó dài 14,5. Bản 6 phân. Bản 6 phân. Con này mã số F19 250k. Khá đẹp luôn. Cán còn chắc chắn nha. Mã số F20. Mở dao đi rừng. Đây không có cán nhé. Chiều dài bằng lưỡi của nó là 17 cm. Bản 5 phân rưỡi. Đây nó thêm có cái đầu này. Nào xài để đầu thì sẽ không có thì mình xử lý mình bỏ đi cũng được. Đây có mọc này. Mà một mặt nha. Con này mã số F20 200k. Nó dày khoảng 7 ly nhá. Dày khoảng 7 ly. Mã số F21. Một con dao nhỏ. Này thì cũng không có cán luôn. Dài 19 cm. Bản 3 phân 2. Dày khoảng 7 ly luôn. Khá dày. Này mã số F21 190k. F22 con dao đi rừng luôn. Kiểu dáng cũng khá đặc biệt. Chiều dài tổng của nó là 21 cm. Bản trong này 4 phân, ngoài này thì 6 phân. Dày khoảng 4 ly rưỡi nha. Mài một mặt. Mài một mặt nha. Cán thì còn khá là ok. Nay thì các bác đệm thêm một miếng thép vào đây. Chắc chắn là nó cứng rồi. Mã số F22 260k. Mã số F23. Một con dao rừng luôn. Con này mài hai mặt nhé. Mài hai mặt.
dài 16,5 cm. Bản trong này 4,5 phân, bản này 5,5 phân, độ dày của nó khoảng 5,5 ly nhá, 5,5 ly, khá nó đẹp về quả chữ này. Bác nào muốn nó đẹp hơn thì mình đánh bóng lại nha. Đây mã số F23 200k, mài hai mặt nha. F24, dao chặt khá đặc biệt, dài 11 cm, bảng của nó là 7 phân, dày khoảng 8 ly nhé, dày 8 ly, khá dày, kén cũng còn khá là ok. Đấy thì mình đệm thêm miếng thép vào đây cho nó cứng nha, hơi bị rơ, còn rất là đẹp nha. Mã số F24 270k. Mã số F25 còn dao đi rừng luôn. Con này dài 17 cm, dài 17 cm. Bạc trong này thì 4,5 phân, giữa này thì là 6 phân, dày khoảng 6 ly nha, dày 6 ly. Con này còn mới nguyên, mài một mặt chưa qua sử dụng này, còn đẹp nguyên. Này quả hãng tốt rồi, lần đầu tiên thấy dao mà có ghi chữ tốt, rất đẹp luôn. Mã số F25 250k. Mã số F26 con rìu, còn khá là ok. Chiều dài của nó là 20 cm, bản 7,5 phân, lỗ của nó ở đây là lỗ van nha. Còn khá là ok nha, một bên 3 gạch, một bên 4 gạch. Mã số F26 300k. Số F27, cái cục đá mài tay nha, size cũng tương đối lớn nha, bằng bàn tay luôn, còn mới nhá, gần như là mới luôn, viên đá của nó còn nguyên này, cục đá như này cũng rất là mắc tiền rồi nha, Lucky. Số F27 320k, một cục đá mài tay. Mã số F28, cây cúc chim này dài khoảng 40 cm nha, 40 cm, nặng 1,5 kg, AKS này, còn rất là đẹp luôn. Mã số F28 260k. F29 cây cuốc, đây chiều dài tổng lưỡi của nó là 23 cm, bảng lưỡi là 8,5 phân, 8,5 phân, thằng này của nó dày 2 phân luôn này. Đó, rất cứng cáp luôn, xài chỉ có mòn lưỡi chứ còn không thể gãy được cái phần này. Đá cốc sỏi gì vô tư, có chữ luôn này. Này thì nó có đục cái lỗ, mình ghim cái vít vào cho nó chắc cái cán thôi, cực kỳ chắc chắn. Điều cái cán của nó chắc cũng còn đẹp, người ta cưa đi rồi. Này mã số F29 200k. Con voi. F30 cũng một cây tương tự luôn nha, cùng kiểu giá kích thước luôn, chữ gọi khác vào đây luôn này, còn rất là đẹp nha.
mã số F30 200k luôn. F31 31 cái xẻng nhỏ, vừa là xẻng vừa là cuốc luôn. Còn khá là đẹp nha. Rồi, cái xẻng này mã số F31 250k nha. Mã số F31 250k. Còn rất đẹp luôn. Mã số F32. Cái xẻng dài 29cm. Bảng 23 23cm cũng còn rất đẹp nha. Này về các bác lắp cán vào nha. Mã số F23 32 F32 220k. Mã số F32 rồi. F33. Mã số F33. Cái kéo cắt hàng rào còn rất đẹp luôn, gần như là mới nha. Lưỡi còn nguyên nha. Em mát cái này vẫn còn đầy đủ này. Dài 65cm. Mã số F33 160k. Đẹp luôn. Mã số F34. Con dao rừng. Này dài 14cm. Bản 5 phân. Còn rất đẹp nha. Hai mặt. Này thì em có đánh lại cái lưỡi của nó dày khoảng 6 ly nhá, 5 ly, dày khoảng 5 ly. Cán đi mình về mình chế lại. Này mã số F34 190k. F35 một cây rìu. Phần này là nó đúc liền luôn, rất là dày luôn. Này dùng làm đầu gõ cũng được. Dài 23cm. Bản lưỡi của nó là 6 phân rưỡi. Nặng. Này mã số F35 300k. F36 cái bơm nhớt, bơm dầu. Còn sử dụng ok nha, bơm mỡ. Mã số F36 150k. Này không rỉ nha. Đắp. Còn rất đẹp luôn. Số F36 150k. Số F37 một cái kìm cắt cáp, cắt kém 5mm, cắt cáp 5mm của MCC nha. Còn khá đẹp nha. Có ốc điều chỉnh nha. Chỗ rộng của hàng. Mã số F37 150k. Mã số F38. Cái kéo titan nha. Kéo bếp. Có đầu kẹp càng cua. Lưỡi của nó thì làm titan nha, kép titan. Siêu nhẹ, siêu bền, siêu sắc bén. Rất là đẹp luôn. Forever Titanium. Bếp in Japan. Kéo này lần đầu tiên em thấy nha. Lưỡi của nó thì không hề bị gì rồi. Loại này thì nó không bao giờ nó gì.
có phần ốc để tháo ra nha, tháo cái lưỡi ra mình xử lý nếu mà nó bị cùn. Cái này thì còn rất là sắc bén nha, khá đẹp luôn, cầm cũng rất là nhẹ tay. Mã số F38 190k, một cái duy nhất. Mã số F39 dao đi rừng đi rú gì đây, dạ ngoại. Cái này đồ khui bia này, khui bia là mở ốc đây, mở ốc được này, trong này có thể mở các loại ốc 10 với 13 này. Cũng còn khá là ok, khá nhựa nhỉ, quất men. F39 150k. F40 con dao gấp, dao xếp nữa này, dùng để chiết để ghép ốp gỗ nha, cũng còn khá là ok, lưỡi còn nguyên nha, hơi chặt, bỏ thêm ít dầu nữa vào thì dễ hơn. Mã số F40 150k. F41 con dao cán xương chốt đồng bản vuông nha, còn khá đẹp, dài 16cm, bản 4 phân, hình con ngựa bay này. Rất đẹp luôn. Mã số F41 150k. Mã số F42 con dao hai carbon này, carbon dài 16cm, bản 4/3, rất đẹp nha, cá nó đúc liền luôn này. Này mã số F42 190k. Mã số F43 con dao và cai nha, dài 16,5cm, bản 4/6, dao cai 3 lớp nha, 3 lớp thép, khá là dày nha, cần này và nó dày 1,5 ly, gần 2 ly. Đó, cán gỗ khá đẹp luôn. Ba lớp thép nha. Này mã số F43 250k, gần như là mới nha. Mã số F44 dao giờ men dài 17cm. Con này thì chưa có vệ sinh kỹ, chưa có lau chùi nên là nó còn dơ, để các bác lau chùi lại. Chiều dài của nó 17cm, bản 5 phân nha, rất là rộng. Phần này của nó dày 2 ly, cán đúc liền luôn. Mã số F44 250k. Mã số F45 thì giá treo dao nha, cái này thì mới có về thêm, bác nào hôm trước thiếu thì mình liên hệ lại nha, các loại dao luôn, khá chắc chắn. Bác nào muốn chắc hơn thì có thể làm hai cái ốp gần nhau.
thì nó có ốc này, có hai cái ốc vít này gắn vào tường. Đây dài 50 cm nhá, dài 50 cm. Mã số F45 160k. 160k nha. Dài 50 cm. F45. Đây thì viên đá Maikodo. Này là hàng Đài Loan nhá, xuất theo dây chuyền của Nhật. Một mặt 1.000, một mặt 6.000 nhá. Cũng khá là mịn. Xài mấy loại dao Nhật thì mình nên mài những loại này. Nó không bị xước dao. Và mặt đá mài nó cũng rất là ăn dao nhá, mài khá là nhanh. Này các bác ngâm nước 7 đến 15 phút trước khi sử dụng nhá. 1.000, 6.000. Một viên như thế này 190k, đá Maikodo 190k một viên nhé. Rồi tiếp theo là mã F46 này, một cặp, một con dao cai, dao cai nhỏ, dài 14,5 cm, bản 4 phân rưỡi, nhựa này, một con dao dao nhỏ gọt trái cây. Có hai người này, giờ mình đi này. Con này khá đẹp luôn. Dài 9 phân. Cán gỗ. Một cặp như này, mã số F46 190k. F47 con Global, F5 mới về thêm rồi nha, dài 14 cm, bản 4 phân. Này thì em mài rồi, mã số 4F47 200k, 200k một cây nha. F48 con dao nhỏ 5 lớp thép nha, dài 16 cm, bản 3 phân 8, bản 1 phân rất là đẹp luôn. Năm lớp thép nha. Này cán của nó thì không biết là phần này của nó là bị mất hay là nó bị tụt ra. Về bác chỉnh sửa lại, sơ lại. Cần chỉnh cái cán thôi, còn lưỡi của nó thì sắc bén rồi. Mã số F48 330k. 330k. Số F48 nha. Rồi, trên đây là một số món đồ ngày hôm nay. Thì bác nào cảm thấy món phù hợp với mình thì xem kỹ video trước khi lựa chọn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.